Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mình sửa cây. Cây này các bạn, cây này trước nó ra trái lần thứ hai rồi các bạn. Lần thứ nhất đây. Trái lần thứ nhất đây các bạn. Đó. Trái lần thứ nhất là trái như vậy đây. Đó, trái này các bạn. Đó, trái. Thì ra được đây thì lần thứ nhất thì trâu trảo nó cũng bớt rồi. Đây lần thứ hai nè các bạn. Đây. Lần thứ hai trái đây. Trái đây. Đó. Cây này thì mình chơi cũng có thế được rồi, ta gọi là thế dăng nhanh gì trái này các bạn. Bạn thấy trái khủng khiếp không? Đó, trái này đậu rồi các bạn. Đó, lát mình sẽ cắt mình chỉnh sửa lại hết. Có cây trái chín rồi nè. Nhưng mà cây này mình bỏ các bạn, mình bỏ rồi mình đem mình dục tùm lum á, nó vậy giờ thôi cắt chỉnh lại đi. Mình thương nó thương mình nè. Trái nè. Rồi trái thấy thường quá. Đó. Mình sẽ chỉnh cây này các bạn, chỉnh sửa này, nó lên tùm luôn các bạn thấy không? Đó. Cây lá trái tim luôn nè các bạn. Đó, đó nè. Mình sẽ chỉnh cái này lại. Mình giờ mình quay cái máy đứng các bạn, cái máy nào ấy, mấy cái cao cao này, cái máy mình để nằm ngang nó không ấy các bạn. Đó, mình để đứng vậy nè để quay hết cái cây đó. Rồi bắt đầu mình quay các bạn. Rồi chỉnh sửa chứ. Đuổi hết các bạn, cắt hết, chơi một tàn chơi thôi. Chứ mà đó. Cái này xưa các bạn nó có hai thân. Đây thân cái này nè. Đó, mà nó sâu quá rồi, mình cắt lại một thân một. Cao cao. Nhiều anh nó thích là cái dáng trực thẳng, cây thẳng đường luôn. Đó. Tàn đơn giản rồi. Tàn đơn giản thật quá. Mình thả keo cái này trước đây. Wow. Quay trên các bạn xem. Cây mà hải châu các bạn, nó chịu nhảy là bạn cắt ngay đó nó nhảy nữa à, nó là vậy á. Cây này thân thì nó không đẹp hoặc trực giót thôi, nói chung là nó giót ngọn mà gốc to. Lát mình đòi gốc mình cho các bạn. Ok, gốc to rồi, tạm thời là vậy. Mình sẽ chỉnh khúc trên này. Cái này mình cắt bỏ luôn thôi. Chỉnh sửa thì mình cắt chỉnh sửa. Cái này cắt bỏ này. Đó.
đây có cái tàn rồi. Này mình làm cái clip ngắn thôi các bạn xem chơi thôi. Xong cây tàn dù, mấy cái tàn rồi dễ làm lắm. Này quấn xuống 7 phút còn kém một ly. Kéo mấy cái tàn xuống để lát quay cái clip phim đó các bạn. Đó. Xấu. Ở ngoài thì coi được, nhưng mà khi mà nó vô cái clip á, nhánh mấy cái nhánh này nó nhìn coi nó bị dựng ngược lên, nó bị chỏi các bạn. Do đó thôi giờ mình cứ quấn đẩy xuống đi, không bị chỏi lên. Này, các bạn nó quay một quay kỹ là các bạn trái này, cái trái đợt trước á, ra bông trái thì nó rụng hết rồi. Đợt sau thì nó đậu nhiều, cây này thì chung là trái được và lá đẹp nè, tôi kỹ lời lá cho các bạn xem. Bạn thấy lá không? Xoay ngón tay mình đi. Đó, lá trái tim nè. Lá đẹp, lá tròn đẹp trái tim nè. Cũng dài dài bầu bầu cũng có các bạn. Nè. Nói chung là cây này lá đẹp. Đây trái nè các bạn. Thấy trái không? Trái nè. Đợt rồi cái này nó chín nè, nó có chín là cuốn nè, con trâu trảo nó ăn bớt rồi. Cái trái nó sắp chín là bằng hơn bằng ngón út mình nè các bạn. Đó. Trái rất là to nè. Nó bên này trái thì nó tròn rất là nhiều, chùm chùm luôn nè các bạn. Đó, thấy không? Chùm chùm luôn. Cây này có hai tàn các bạn. Một tàn đây. Và một tàn trên nóc mình bẻ nghịch nghịch xuống thôi. Đây trái nè. Mình thấy trái không? Cái thế này, cái thế là cái thế người ta gọi là thế dân nhân gì đó, nó có hai tạng thôi, mình chơi hai tạng thôi. Nó qua dưới lên cho các bạn xem này. Cái gốc rất là to. Đó, dưới lên nè các bạn. Mình thấy dưới lên không? Đó, mình chơi hai tạng thôi. Quay lại các bạn, dưới lên cho các bạn xem nè. Nó đây một tạng. Bên này là một tạng bột, mình rẽ xuống nè. Đó, đã tạm trên đọt các bạn thấy không, để quái xuống nè, mượn nó luôn. Đó, cái này các bạn, cái này. Đó, dưới này quay vòng 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 các bạn xem nè. Nó dưới này thì nó hơi thẳng các bạn, lên đây thì nó hơi lượn thôi, lượn chút thôi. Đó, nó lượn chút nè. Đó, trên đọt thì nó quái cái đọt lại. Nhiều cây thì như cây này các bạn, nếu mình bẻ là mình bẻ rồi, đây nè tàn nè, đây một tàn nè, ở đây một tàn nè, mình bẻ cái thế mà cái đây vậy, cái cây này thì mình chơi cái thế đó là thế tứ diện, nó không đẹp tại vì cái thân nó nè, dưới này nè
lên trên này đầu vô đuôi chuột để mình quay hết cho các bạn xem. Coi giờ rồi mình đo kích thước cái gốc nó nhiều nha, từ đoạn từ đoạn. Góc rất là to các bạn, cái góc này ngay chỗ cái này thôi, đòi góc thôi. Góc đây tới 18 nha các bạn, 18 chứ không phải ít đâu, đó. Chiều cao nữa, chiều cao nó khoảng 85 các bạn, đó, rồi nó lên từ đoạn nè, lên đây, đây nó còn 15 cái lên trên đoạn nữa còn 10. Nói chung là đầu vô đuôi chuột á, góc này á. Tại vì sao các bạn, nó đầu vô chuột tại vì trước đây nè, cái này có anh thân nè, mình dạt xuống nè, cái dấu còn nè các bạn, nó dạt xuống đây cái anh thân nữa nè. Nhưng mà mấy cái này mặt cắt nó bao hết, mặt cắt xuôi các bạn, mặt cắt xuôi là không có sợ, sợ mặt cắt ngang á nó bao không được, nó lủng lỗ rồi nó bọng mục nước động bọng. Còn mặt cắt ngang này các bác xuôi này thì nó chơi rất là dễ chơi, các bạn thấy không, mặt cắt xuôi nè, ở dưới này cũng mặt cắt cái xuôi xuống nè. Còn mặt cắt dạng ngang vậy đó là các bạn khó chơi lắm, khó chỉnh cây lắm. Cây mặt cắt xuôi á hiếm, mặt cắt ngang thì rất là nhiều đó. Rồi clip cũng dài các bạn đó, thì mình tạm thời dừng clip ở đây. Đó, trái nào các bạn thấy không, trái nè, trái nè, đó cây này nữa. Rồi mình kết thúc clip các bạn.